Chào ba lấy kênh cây trồng tivi nha. Thì bữa nay thì mình chia sẻ cái cách mình trồng dưa. Thì mình chia sẻ video này thì chia sẻ ở đây thì cho mấy bạn mới tập làm dưa. Với làm dưa nó thời gian nó chưa có được lâu đó. Chưa có kinh nghiệm nhiều đó. Còn mấy bạn nào thì làm nhiều thì cũng biết rồi, nhiều kinh nghiệm rồi, mỗi người làm một ý. Thì mình làm này theo ý của mình thôi, mỗi một người làm có một đều có một ý khác hết, không ai giống ai hết. Thì bạn nào có theo dõi video mấy video trước thì video này thì cũng biết rồi đó. Giống này thì mình trồng giống 89 hoa sen. Thì hôm qua là 21 ngày, bữa nay là 22 ngày, là mình bỏ bữa 13 đó, 13 âm lịch đó nghe, là 13 tháng 6. Hôm nay là mùng 5, tháng 7. Thì mình xử lý cái bữa ra qua đậu trái đó, cái bữa 16 ngày, 16 17 ngày. Thì bữa nay bữa hôm qua là 21 ngày. Thì mình đã cũng xử lý thêm một cữ nữa. Mình xử lý hai cữ đó, nguyên nhân đó là cái cữ 15 16 ngày đó, là mấy cái nụ này nè. Mấy cái nụ này nó mới có tượng thôi. Có cây nó chưa có nữa. Bởi mình tứ vô đặng cho cái khúc trên này nè, khúc chèo nó ra rồi đó, nó sẽ ra cái nụ cái, nó hạn chế cái nụ đực đi. Rồi mình tứ thêm cái lần sau này á, là đặng cho nó mấy cái nụ kia nó ra nụ cái rồi nó đậu lại, nó đậu trái luôn, nó không bị ruột. Là mình sẽ tiếp tục mình nuôi ở trên đây, từ cái khúc đọt nửa vàng lên thu đọt, nó sẽ tăng cái tỷ lệ qua cái đó. Thì mình vô phân bữa 19 ngày, bữa nay nó mất phân rồi nè. Theo mình thấy thì mùa này thì nụ cái tập trung vô cái dây dây chèo nhiều, dây cái khúc dưới nó ít, lên từ nửa vàng nó mới có nụ cái nhiều trên cái thân chính. Thì mình vô phân gì thì tầm khoảng 29 30 ngày mình sẽ tống một lần nữa đang cho nuôi nuôi trái đó. Thì cứ rồi mình nó quay lên đó thì mình sử dụng phân cò pháp thì nó rải vô nó rất là nhanh, bắt lại nó cây nó phát triển nhanh đó, tại vì cái lượng đạm với cái lượng lăng nó cao đó. Còn cái hàng đầu trâu á, 20 15 á, thì nó thành phần theo mình thấy thì lăng nó cũng cao nè, kali nó cao hơn đạm, tuy nó để vậy nhưng mà nó có chung vi lượng nè, rồi cái nói chung mà thành phần mỗi một công ty nó làm mà khác nhau hết, cái phụ gia của người ta mấy cái của người ta giấu ta đâu có tiết lộ mình biết đâu. Nhưng mà mình gãi theo mình thấy thì đồng châu nó gãi nó cây nó phát từ từ, nó đi 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 đà đà vậy đó, là nó nuôi trái rất là hay. Còn cò pháp này thì nuôi trái rất là dở nè, lượng đạm quá cao nè, nếu mình tống thêm một cữ nữa nó sẽ tốt dữ lắm, nó sẽ giảm cái tỷ lệ đậu trái mình. Nhưng mà dưa leo là cũng phải cần đạm cao nghe, nói chung là cân đối đi, 3 số 20, các bạn vô 3 số 20 là chắc là ngon nhất. Thì còn về thuốc bệnh thuốc gầy á thì mình cũng đã nói nhiều video rồi, thì mình thuốc gầy với thuốc thuốc sâu thì mình phải xịt, là đổi thuốc với ngừa hoài mới được. Dừa này bữa hảo là bị sâu dữ lắm nè, thế này xịt hết rồi thì mình xịt solo thôi, không có gì. Rồi cứ rồi á mình xịt thằng lam đó, lăng lam vậy đó, của thằng cũng Á Châu đó, cái gói đỏ đỏ đó mình cũng có đăng lên rồi mà không nhớ cái video nào. Thì mình xịt nó, đổi thuốc nó,
Thì thuốc bệnh thì mình xịt vô phết nè. Dưa này cũng dính nhiều lắm, mưa lắm mà thấy lá đâu có bệnh gì đâu. Cũng có bệnh nhưng mà rất là ít. Có một số đốm mình xịt mình ngăn ngừa liền.